Điểm thứ tư trong nghệ thuật trào phúng của trích đoạn Hạnh Phúc Một Tăng Gia, đó là nghệ thuật dựng cảnh. Vũ Trọng Phụng đã vận dụng những góc quay, vừa là những góc quay cận cảnh nhưng đồng thời kết hợp với những góc quay viễn cảnh. Trong toàn bộ đoạn trích này, kèm lại có 3 cảnh chính. Cảnh thứ nhất là cảnh nhà có đám. Cảnh nhà có đám thì rất là bối rối, rất là nhộn nhịp. Nhưng lưu ý, sự bối rối và nhộn nhịp ấy không phải vì người chết mà vì người sống. Bối rối và nhộn nhịp là để chuẩn bị làm sao mình diễn trò một cách xuất sắc nhất trước bản sân thiên hạ. Cảnh thứ hai mà em có thể nhìn thấy ở trong trích đoạn này, đó là cảnh đưa đám. Cảnh đưa đám thì Vũ Trọng Phụng đã xây dựng lên một cảnh đưa đám, vừa có thể nói là một cái cảnh đưa đám linh đình, linh đình huyên náo, linh đình và huyên náo. Nó là một đám ma to tát, một đám ma mà có mấy vòng, với trăm vòng hoa và câu đối, một đám ma mà theo đu cả kiểu ta tẩu tây, có lợn quay đi lọc, có kẻ bú xích, có lục bốc xoàng, có kiệu bắt cống, vân vân. Một đám ma mà khiến cho bà con lối xóm phải nhốn nháo cả lên, khen rằng là đám ma ấy to. Nhưng kỳ thực, hãy nhìn kỹ hơn nữa ở những góc quay cận cảnh, đám ma ấy to, nhưng em thấy rằng tại sao lại có đủ mọi kiểu cả ta tàu tây? Đó là sự hội nhập văn hóa, hay hỗn xung văn hóa, hay thực chất là vô văn hóa. Và nhìn kỹ hơn một chút nữa thì cái sự vô văn hóa ấy được biểu hiện rất rõ ở những người đi đưa đám. Bề ngoài thì họ tỏ thắt đau khổ, nhưng thực ra là tiếng trêu nhau, chim nhau, chuột nhau, cười tỉnh với nhau, khen nhau rồi bình phẩm nhau. Biệt tài của Vũ Trọng Phụng ở cảnh đưa đám này là ông tạo ra hai sự loại hình ảnh và âm thanh đan trùng vào nhau. Bề ngoài là hình ảnh của đám ma, nhưng thực sự bên trong thì rỗng tuếch. Xen giữa âm thanh của tiếng kèn xuân nữ ai oán lại là những tiếng cười, những tiếng chim nhau và chuột nhau. Ở cảnh đưa đám em lại thấy có một cái điệp khúc mà Vũ Trọng Phụng lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đó là điệp khúc đám cứ đi. Đám cứ đi, điệp khúc này sẽ diễn tả với các em sự chuyển động của dòng người đằng sau cái quan tài đưa người chết về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng đồng thời của dòng người đằng sau quan tài đưa người chết về nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng đồng thời với điệp khúc đám cứ đi này, em thấy rằng đó phải chăng đó là sự xuống dốc, là sự tha hóa của cả một xã hội, sự tha hóa của đạo đức xã hội đang đi đến bên bờ miệng vực, của cả một xã hội đang đi đến bên bờ miệng vực. Có rất nhiều thứ cần phải khâm liệm trong cái xã hội ấy. Một đám tang để khâm liệm cái chết của người quá cố, khăn xô, mũ mấn để khâm liệm danh dự và nhân cách của bà Văn Minh, bộ trang phục ngây thơ để khâm liệm cái sự lẳng lơ của cô Tuyết, hay ví dụ như các em có thể thấy rằng là cái bằng tiết hạnh khả phong của bà Phó Đoan đó cũng để khâm liệm luôn cái gọi là sự đoan chính của người đàn bà ấy. Rất nhiều ba chấm, các em có thể ba chấm cho cô. Và cảnh cuối cùng của chúng ta đó là cảnh hạ huyệt. Cảnh hạ huyệt, ở cái cảnh hạ huyệt này thì các em có thể thấy là kịch tính lên đến cao độ. Đây là giờ phút có thể nói là đau thương nhất từ biệt sinh ly. Thế nhưng các em hãy để ý kỹ mà xem, những người nhà của cụ Cố Hồng đã lập san kịch trên miệng huyệt khi phán mọc sừng, khóc quật cả người đi, mếu máo hút hút hút. Nhưng đằng sau cái hành động đau xót ấy lại là hành động vô liêm sỉ khi hắn nhẹ nhàng dúi vào tay thằng Xuân Tóc Đỏ một tờ giấy 5 đồng cấp 4 để trả nốt tiền cho cuộc doanh thương với Xuân. Hóa ra bao nhiêu sự khóc lóc, bao nhiêu sự xót thương ấy chỉ đáng giá chưa đầy 5 đồng bạc hay sao. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong về nghệ thuật dựng cảnh
Bây giờ các bạn chuyển sang phần cuối cùng, đó là ngôn ngữ trào phúng. Đây cũng là phần rất khó mà học sinh thường bỏ qua trong phần bài làm của mình. Các bạn có thể làm rất tốt phần mâu thuẫn trào phúng, tình huống trào phúng, chân dung nhân vật biếm họa, nhưng phần ngôn ngữ trào phúng là phần mà nhiều khi học sinh cảm thấy rằng bút lực của mình chưa thể nào đủ để phân tích được sự sắc sảo trong ngôn ngữ của cụ trọng phụ. Thì cô sẽ giảng kỹ hơn cho các em phần này và các em lưu ý tập trung lắng nghe và ghi chép. Trước tiên về mặt ngôn ngữ trào phúng thì các em thấy rằng trong trích đoạn hạnh phúc của một tang gia, các em có thể bắt gặp loại ngôn ngữ diễu nhạc. Ngôn ngữ diễu nhại, ví dụ như khi Vũ Trọng Phụ nhại lại một cách tài tình cái tiếng khóc hút 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 của Khoán Mộc Xưng. Khóc gì mà lại hút hút hút, khóc mà như nhổ vào mặt người khác vậy. Loại ngôn ngữ thứ hai các em có thể thấy đó là ngôn ngữ lai căng. Ngôn ngữ lai căng là ngôn ngữ thế nào? Là ngôn ngữ mà nửa Pháp nửa Việt, để thể hiện một cái xã hội bát nháo nửa ta nửa Tây. Ví dụ như tên gì mà lại tít phần nò, tôi yêu phụ nữ, tên gì mà lại là Đốc Tờ Xuân, vân vân. Loại ngôn ngữ thứ ba nữa và ông Đinh Liệu gọi đó là ngôn ngữ bị hủy diệt, thì cô sẽ nói kỹ hơn cho các em chỗ này là ngôn ngữ bị hủy diệt. Thì nói theo như nhà phê bình và nghiên cứu Đinh Liệu thì các em thấy rằng là trong trích đoạn hạnh phúc của một tang gia, Vũ Trọng Phụ thường xuyên ghép những từ trái nghĩa đứng cạnh nhau, giống như là một sự cưỡng hôn ngôn ngữ vậy. Và chính cái sự lệch chuẩn ấy sẽ bật ra tiếng cười ngay như nhan đề hạnh phúc của một tang gia. Rõ ràng hai khái niệm đối lập nhau, hạnh phúc tang gia lại được đặt cạnh nhau. Hay ví dụ như câu là cái chết kia làm cho nhiều người sung sướng lắm, thì từ cái chết và từ sung sướng rõ ràng về hàm nghĩa là các em thấy là đối lập nhau. Thế nhưng chính qua sự đối lập ấy, các em thấy được sự băng hoại về đạo đức của cả một xã hội đang đi đến bên bờ miệng vực của sự suy đồi. Và loại thứ ba nữa, các em lưu ý cho cô là loại ngôn ngữ ám thị. Ngôn ngữ ám thị, chơi chữ, để ý cho cô tên của tất cả những nhân vật trong tiểu thuyết Số Đỏ nói chung và trong trích đoạn hạnh phúc của một tang gia nói riêng, kèm thấy là đều là hình thức chơi chữ của Vũ Trọng Phụ. Cô xin lấy ví dụ như tên nhân vật Cụ Cố Hồng. Thực ra Cố là xa, Hồng là trẻ, người gì mà lại vừa xa vừa trẻ. Hay ví dụ Bà Phó Đoan. Đoan trong từ đoan chính, nhưng thực sự đoan mà lại không đoan chính. Đoan gì mà có mấy đời chồng, đoan gì mà lẳng lơ, cứ nghe chuyện ấy là mắt sáng lên hỏi ai ở đâu thế nào. Hay ví dụ như Sư Tăng Phú. Sư là phải điềm đạm, là con người xuất gia, là những con người mà có thể nói là đến cả con sâu cái kiến cũng không nỡ lòng giết. Nhưng làm sao xuất gia rồi mà lại vướng lụy trần xa đến thế, bởi vì phú là giàu, tăng phú là cứ giàu mãi lên. Đấy. Vân vân, có thể một vài tên gọi của nhân vật khác, nhưng đây chính là loại ngôn ngữ ám thị chơi chữ tạo nên tiếng cười trong trích đoạn hạnh phúc của một tang gia. Và em cũng lưu ý thêm một điểm nhỏ nữa, đó là trong trích đoạn này Vũ Trọng Phụ cũng sử dụng rất nhiều những hình ảnh so sánh, liên hệ, tạp ngang để tạo ra tiếng cười cho độc giả. Thì đó là về phần ngôn ngữ trào phúng. Sau khi các em trình bày xong tất cả biểu hiện của nghệ thuật trào phúng thì các em lưu ý cho cô bước thứ 3, và đây là bước học sinh thường quên hoặc là viết hơi non tay, và chúng ta phải đánh giá bình nâng cao và mở rộng nó lên. Chúng ta sang cô phần 3 nhỏ là đánh giá. 3 nhỏ đánh giá. Như vậy thì Kem thấy rằng khi tiểu thuyết Số Đỏ xuất hiện đột ngột giữa làng văn thì nó là một tác phẩm khiến cho tất cả mọi người phải chú ý và khẳng định được ngay tài năng cũng như tên tuổi của Vũ Trọng Phụ. Trong trích đoạn hạnh phúc của một tang gia, Kem thấy rằng đó là một đám ma rất to tát, linh đình có đầy đủ tất cả mọi nghi lễ cần thiết, có đông đảo quan khách, nhưng thiếu một điểm gì nhất. Đó chính là sự xót thương của tình người. Khi đặt trích đoạn này, bất chợt Kem sẽ nghĩ tới một đám tang chúng ta đã từng được đọc và từng được tìm hiểu ở chương trình lớp 11, đó là đám tang của lão Goryeo trong tác phẩm Lão Goryeo của Ban Sắc. Hai đám tang này, một đám tang thì to tát, linh đình và sang trọng, một đám tang thì được tổ chức hết sức nhanh nhẹn, hết sức mau lẹ với một cái giá rất rẻ, 70 quan.
Nhưng hai đám tang này giống nhau ở chỗ đều thiếu đi sự xót thương của tình người. Và đằng sau cái sự khiếm khuyết ấy, đằng sau cái sự thiếu sót về tình người ấy là cái nhìn đau đớn của tác giả, là những xót thương đến nhỏ lệ trong trái tim độc giả. Hóa ra, xã hội tư sản lúc bấy giờ đang băng hoại đến thế về mặt đạo đức hay sao? Hóa ra tình người là một thứ hoàn toàn xa xỉ và vắng bóng trong xã hội đó hay sao? Trên câu chuyện của Vũ Trọng Phụng ngày hôm qua, nhưng chắc chắn sẽ còn làm cho chúng ta ngày hôm nay phải suy nghĩ nhiều về ý nghĩa của cuộc đời, về mối quan hệ giữa người và người trong cuộc đời. Chúng ta sẽ sống với nhau như thế nào? Chúng ta sẽ cư xử với nhau ra sao đây? Đó sẽ là câu hỏi khiến mỗi người chúng ta phải suy nghĩ.